Hôm nay mình sẽ làm một cái ví dụ nhỏ chứng minh về nguồn nước mà chúng ta sử dụng hàng ngày trong coi nó sẽ như thế nào nha. Thì đầu tiên mình sẽ hứng một hũ nước máy để xem bằng mắt thường. Đây nè, các bạn thấy không? Nước chúng ta dùng mỗi ngày thì nó sẽ sạch như thế này nè. Mình nhìn bằng mắt thường, cảm quan bằng mắt thường thôi. Bạn hãy tháo cái đầu lọc của cái vòi nước. Cái bồn lavabo này nhà nào cũng sẽ sử dụng những cái vòi như thế này nè, thì nó sẽ có cái đầu lọc ở trên đây. Đó thì các bạn xem nè. Đây là những cái cặn mà lâu ngày mình sử dụng ở trong cái đường ống của mình đó, nó sẽ tích tụ ở đây, sẽ giữ lại ở đây. Rồi, tiếp theo mình sẽ dỡ cái nắp bồn cầu để kiểm tra thử. Đây, các bạn thấy không? Cái màu vàng này là phèn đó, phèn này bám lâu ngày rồi. Còn dưới đáy thì cũng có cặn nè. Nếu mà trong nước có cặn bẩn thì chắc chắn dưới đáy bồn sẽ có cặn. Hoặc là nguồn nước bị ô nhiễm nhiều thì sẽ có rong rêu hoặc là mùi tanh nhẹ thôi. Chưa kể đến việc mà cái phèn chua ấy sẽ bám xung quanh cái thành bồn. Rồi tiếp theo nữa mình có thể kiểm tra thông qua cái dây cấp nước của cái máy giặt. Thì mình sẽ tháo cái phần đầu cấp vô này nè, nó đây nó cũng sẽ có một cái lưới lọc. Thì trong cái lưới lọc đó nó sẽ nhiệm vụ nó là nó sẽ giữ lại cặn để tránh rơi vô cái ống máy giặt mà làm hại đến cái thiết bị của máy giặt. Các bạn tháo ra là các bạn cũng sẽ thấy coi có cặn bẩn hay không à. Đây các bạn thấy không? Cặn nó giữ lại trong cái lưới lọc này nè. Bây giờ là mình tiến hành mình sục rửa cái đường ống này để cho các bạn xem. Đó. Lúc này là nó sẽ đẩy và bắn ra những cái cặn bẩn ở trong đường ống. Với những đường ống phèn hay là rong rêu rồi đó cũng sẽ dùng cái lực xung và đẩy tống ra ngoài hết. Đây là cái cách để vệ sinh đường ống á, nhưng mà cũng phải dùng qua thiết bị máy móc. Cái bao này là mình để chứa nước mà mình sục trong đường ống ra nè, để cho các bạn xem, các bạn thấy không, ở dưới đáy nữa nè, dơ với lại cặn rất là nhiều, mà cái nước nữa nó đục ngầu à, nó không còn trong như ban đầu nữa. Rồi bây giờ mình tiếp tục sục tiếp. Đấy, các bạn thấy không? Cặn nó cũng đẩy ra nè. Bây giờ mình sẽ lấy nước ở trong cái bịch đó ra để cho các bạn xem. Nước rất là dơ, nó không còn trong vắt giống như ban đầu mình thử cho các bạn xem nữa. Giờ nó đục ngầu rồi nè. Ở dưới đáy thì nó là có cặn nữa. Nhưng mà đó chỉ là mình nhìn thấy trực tiếp bằng mắt, nhưng mà đâu có biết được trong đường ống nhà mình theo thời gian sử dụng thì sẽ có những cái tạp chất hay là cặn bẩn như thế nào đâu, đúng không? Rồi thì theo mình thì các bạn nên vệ sinh, để ý và vệ sinh cái đường ống nước cấp nhà mình cứ 1 năm 1 đến 2 lần, như vậy nó sẽ đảm bảo cho sức khỏe gia đình của bạn hơn. Các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại 0964 719 719 gặp anh Giang. Thì anh Giang này là có cái thiết bị và công việc của anh là chuyên đi vệ sinh, sục rửa những đường ống nước sinh hoạt này nè cho hộ dân nè. Các bạn có thể liên hệ anh đó, rồi anh đó sẽ tới sẽ làm sạch cái đường ống cho nhà các bạn nha.